hay lắm, cố lên Khánh ơi, bỏ ớt vô nhiều vô, hay quá Khánh ơi, cố lên, quá tuyệt vời. Trời ơi Khánh ơi em khỏe quá Khánh ơi, trời ơi cái thao muối này mấy cả chục ký mà em ginh như là bình thường. Nhưng mà thật sự nãy giờ anh có làm gì không? Anh cổ vũ em. Mà bình thường cậu hay mướn người ta hay là cậu tự làm? Mướn chứ, cũng mướn ta sao chứ. Mình làm nổi đúng không? Làm nhiều quá mình đâu có làm nổi, mướn phụ người ta phụ mình. Ê em trai. Dạ. Mình là nhân công, ta là chủ. À vậy hả? Hỏi chuyện phải làm chứ trời trời. Không có đâu. Coi chừng nó cháy nhà đó. Rồi cháy lây luôn, Trời ơi em làm hư cây luôn rồi. Rồi sao đó chị? Rồi xong rồi tắt. Đã muối mà còn tiêu nữa. Thật ra mình làm mấy công việc này nó rất là nặng và gần như là nó không có phù hợp với lại sức lực của mình. Nhưng mà để được làm cái này á, mình cảm thấy nó rất là thú vị, rất là hay. Đây là một cái trải nghiệm mà không phải ai cũng có được và cũng không phải chương trình nào cũng có được. Khánh đã học được rất là nhiều thứ và làm được rất là nhiều thứ, những thứ mà chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ làm. Mọi người ăn uống vui vẻ đừng có ngại nha. Ta sẽ nhận được món quà quý giá, ý chí cố gắng đất nước ta ơi sao thờ.